Lô cơm giới thiệu qua cho anh em đi nhé. Anh em nào chốt con này thì liên hệ nhé. Bây giờ mình sẽ đi sửa cái bên đá của khách gửi về đó. Đấy. Mình sẽ dạo qua cho anh em một cái nồi cơm. Anh em ủng hộ mua thì liên hệ. 650k là bao ship. Còn anh em nào mà có nhu cầu sửa chữa thì cũng liên hệ với mình. Bên mình đang đây là đang sửa chữa một cái bên đá này nha. Wow. Đây là một bên đá Hitachi rồi anh em ạ. Con bên đá Hi này đời cao rồi. Con bên này thì giá thị trường của con bên này đang bán là 1 triệu 8. Đó. Còn bên mình thì đang bán là 1 triệu 750. À, rẻ hơn được 50. Con bên này của Hi đời cao nhé. Bên Hitachi anh em ạ. Đây của khách gửi về sửa thôi. Và bây giờ mình cũng tháo ra để sửa luôn cùng với anh em. Đấy. Thì là mình chủ định là để sửa cái con bên này thôi, nhưng có một cái nồi cơm ruột đẹp thì tiện mình like luôn cho anh em. Anh em nào ủng hộ thì liên hệ. Còn bây giờ mình là sửa cái bên này đã. Ok, bây giờ mình sẽ mở tạm xem dù. Tôi biết bốn cạnh. Con này sử dụng tôi biết rất là bé anh em ạ. Đây mình sẽ tháo tạm nó trước nhé. Ồ, con này người ta cũng tháo rồi anh em ạ. Rất là nhẹ luôn này. Cách lắp thì cũng đúng rồi. Không sai. Đối với con Ben này thì mình cũng làm một cái video hướng dẫn anh em cách lắp rồi nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo và kiểm tra xem nó sống chết như nào thôi. Và để gửi lại cho khách hàng. Bây giờ mình phải tiến hành mang lên bàn mổ nhanh nhanh nhé. Anh em nhớ nhé, anh em đã xem một cái like một cái lô cơm đó thì anh em thấy hay thì có thể là ủng hộ kênh. Còn cái này mình sẽ sửa cái bên đá của một bác gửi về, sẽ tiến hành sửa trực tiếp và đo xem sống chết như nào luôn anh em ạ. Đối với cái bên này thì cần đo là được. Còn nếu mà khi test mà ok rồi ấy, mà anh em lắp vào vẫn bị thì có nghĩa là nó sẽ bị ở trên trên bo mạch. Bây giờ mình sẽ tháo ra để xem nó như thế nào đã. Mình chuẩn bị về lại nồi cơm nhé anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua thì ủng hộ luôn. Rồi, hiện tại là đây là một cái ben của khách hàng. Cái ben này thì nhông thì thường nó không bị gãy anh em ạ. Rồi, mình sửa cái đời ben này thì không bị gãy nhông mấy. Đây. Trục này không bị gãy này. Nhiều cái trục nó bị gãy. Bây giờ mình sẽ cắm test điện trực tiếp vào. Và sẽ đo cái tiếp điểm này xem nó có bị hỏng hay không nhé. Nhiều anh em sửa ben là rất hay bỏ qua cái công tắc này. Đó, rất hay bỏ qua công tắc này. Bỏ qua công tắc này nếu mà anh em mà cứ nhìn bánh răng mà ok mà anh em đo cũng thấy bỏ là ok ấy thì 90% là cái công tắc này bị chết. Đây là ben Hi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ để đo thăng thông mạch thôi. Rồi. Hiện tại là cái công tắc này nó là dây màu xanh và là dây màu đen. Công tắc này sẽ đo thông mạch. Hiện tại là bây giờ mình sẽ đo như này là không thông vì là cái tiếp điểm chưa đóng với nhau. Đây. Như này là đang không thông là mình sẽ thử gạt tiếp điểm nha. Đấy, khi đóng tiếp điểm này là ok đấy anh em này. Như vậy là ben là ok rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cảm biến nhé. Cảm biến Hi thì nó là 2K. Và mình sẽ nói luôn là tất cả cảm biến ở trên con tủ Hi là đều 2K. Rồi, như vậy là con này là 2,0K. Như vậy là cảm biến cũng ok. Đấy, thì không biết tại sao là bác lại mang cái con này gửi sang cho mình để sửa đây.
Bây giờ mình sẽ test cái motor nữa là xong nha anh em nhé. Test motor thì anh em sẽ tì cái tay vào đây để xem motor nó có quay được cái trục này không. Nếu mà anh em mà giữ được cái trục này thì có nghĩa là cái motor này đang bị yếu hoặc là bị trơn trục. Hai dây motor thì nó là dây một trắng và dây một đỏ nhé. Anh em cứ cắm vào đỏ và đỏ và dây trắng này vào dây âm là nó sẽ quay. Và anh em cắm ngược cũng được, nó vẫn quay nhưng mà nó quay ngược thôi. Thì cái này nó có cả sút, có cả chiều quay ngược và quay xuôi để nó đảo lại ben mà. Đây. Như vậy là ben vẫn còn motor vẫn là chắc này, mình tì vào nó vẫn quay được. Có nghĩa là phần motor là vẫn là ok. À, như vậy là khi kiểm tra đo như này thì bộ phận motor ok, công tắc ok, cảm biến ok thì không có nghĩa gì nó sẽ hỏng được anh em ạ. Thì để chắc chắn hơn thì mình sẽ thay cái công tắc của cái này đi anh em nhé, thay công tắc này đi. Công tắc này như là anh em cũng thay rồi sao ạ? Rồi có một điều nữa là con công tắc này anh em thay là công tắc loại chân ngắn rồi, khả năng là loại chân ngắn. Cái chân của công tắc là nó hơi dài hơn một tí. Công tắc của nó là 5 6 nhân 5 sao vậy? 6 nhân 5 mili. Có nghĩa là chiều vuông là 6, còn chiều cao là 5. Chiều cao là cao của cái phím bấm anh em nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ ra để nhìn cho nó kỹ. Cái này sẽ nhấc bổng lên luôn. Nhấc như này là sẽ nhấc luôn cả cái cụm motor ở dưới này. Đó. Đây, đây là cái hộp không thôi. Rất là chi tiết luôn nhé. Cái này thì anh em sẽ bẻ ra là được. Con này sử dụng công tắc 4 chân. 4 chân chỉ sử dụng 2 chân thôi. Có nghĩa là nó chỉ sử dụng 2 chân trong hoặc 2 chân ngoài. Giờ mình sẽ nhìn lướt qua xem là con này đã thay công tắc chưa nhé. Hiện tại là công tắc này đo thì vẫn thông nhưng mà khả năng là cái phím bấm của nó là hơi ngắn. Hơi ngắn so với lại cái đà mở mở cua của cái này. Có nghĩa là cái đường cua để nó đẩy cái tiếp điểm này là nó hơi bị ngắn. Thì là khi nó chẳng hạn là nó có đẩy nhé. Đây chẳng hạn nó có đẩy cái đầu 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 cá này. Có đẩy đầu cá này vào nhưng mà cái đầu phím bấm này nó ngắn là nó không chạm được. Bây giờ mình sẽ mở ra để xem có phải không. Và nếu mà nguyên zin thì anh em sẽ thay luôn cái khác đây. Đây anh em ơi, con này khả năng mình nghĩ là đây cái phím này hơi bị ngắn đầu này anh em ạ. Đây cái phím này hơi bị bẹt này. Đó. Cái khoảng cách đầu ấn này mới lại vào cái chỗ này, vào cái chỗ thân của nó là hơi bị ngắn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái phím dài hơn để so với anh em nhé. Cái này cần một cái phím dài. Kiếm đâu nữa. Đây anh em ơi, cái phím này rồi. Bây giờ mình sẽ thay cái phím này. Nó cũng là phím 4 chân nhưng mà cái điểm ấn này nó sẽ xa hơn. Đây có điểm ấn này này anh em ơi. Điểm ấn này này, nó xa hơn nhé. Rút ra được. Đây cái điểm ấn này nó xa hơn này, anh em nhìn nhé. Đây là cái zin của nó này. Đấy. Hai cái điểm ấn này nó xa hơn. Nó sẽ xa hơn như thế này. Xa hơn như này. Thì mình sẽ lấy cái dài, cái đầu dài này. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay công tắc này luôn đấy. Vì khi đã không hỏng ben rồi mà không hỏng cảm biến rồi thì sẽ phải thay công tắc. Thì anh em mới loại trừ được là cái
cái ben này nó ok nha anh em nhé, chứ không anh em cứ loay hoay đi tìm cái ben mà nó hỏng cả mạch nữa thì rất là mệt. Ok, giờ mình sẽ hàn cái chân này vào là ok nhé. Và miệng này lại lên trên mình cháu. Như vậy là mình đã thay một cái phím khác nhé. Và mình sẽ tiến hành đặt vào những vị trí cũ thôi. Nguyên lý ben thì giống nhau, quan trọng là cái khi anh em lắp vào ấy, anh em sửa anh em phải nghi ngờ, anh em phải thay nó đi và thay nó phải chính xác luôn thì mới loại trừ được cái bệnh của nó. Hơi căng nhẹ không mấy cái nhíp rồi, cái này là hơi căng này, mình sẽ hơi rút ra đó để cho nó vào đó, thì mình sẽ ấy xong. Ok, đấy nó sẽ xuống như này, nhưng mà cái này được cái là cái thân này nó vuông giống nhau nhé, còn cái công tắc này thì là nó chỉ khác nhau cái đầu nhú của cái công tắc này thôi. Như vậy là mình đã thay xong rồi, lại gài như cũ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Em nhớ phải cho cái này vào, không quên này. Đây là cái đồ ấn tiếp điểm nhé. Anh em móc nó vào. Rồi, và tiến hành hạ xuống nhé. Hình như hơi bị kênh. Chưa vào này. Rồi, như này mới là vào nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành bắt vít thôi. Ở đâu con vít đâu nhỉ? Để vít đây nhỉ. Vít này nó giống nhau. Cái này sử dụng tôi vít bốn cạnh nhỏ thôi. Cái này anh em vặn nhiều nó cũng tròn hết cả ra rồi. Ok, bây giờ mình sẽ để nó tiếp xúc được cái công tắc đó thì mình sẽ kéo giãn nó xoay ra một tí nhé. Là mình sẽ sợ cái để nó xoay này lâu ngày thì cái này nó kém. Đấy là cái tạch này. Ok, nó phải kêu tách 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 tách. Ok, đối với cái này thì anh em cũng không cần phải phải để ý những cái bánh răng nhỏ như này, bánh răng nhỏ này anh em chỉ cần xếp vào thôi như này thôi. Đó. Đây như này thôi, anh em cần xếp như này, là hai cái bánh răng này cần xếp như này thôi nhé. Điểm chú ý là anh em phải để ý mỗi cái bánh răng to này thôi, bánh răng to cái hình mũi tên này này anh em này, trên bánh răng này có hình mũi tên này. Thì khi anh em đậy vào cùng với lại cái này, khi anh em đậy vào cùng cùng vào như này thì hai cái mũi tên này sẽ đấu đầu nhau này, mũi tên ở trên cái đầu nắp nhựa này và mũi tên trên đầu của bánh răng này, hai cái mũi tên này sẽ đấu đầu nhau là sẽ lắp cũng là đúng nhé. Thì bây giờ mình sẽ để như này là lắp đúng này.
anh em nhớ là gài cái này vào nha. Đây, cái này hơi thụt quá, để lên một chút. Rồi, xem như này. Rồi anh em ơi, như này nhá. Cần gạt thì sẽ cho nó kịch vào về trước như này nhá. Còn chốt hãm trên đầu này thì nó sẽ quay về trong này. Đây như này. Cái đầu chốt hãm này, hãm này thì nó phải chui vào trong cái khe này nhá. Khe bánh răng này. Em nhớ nhá. Và cái đầu khuyết này này nó sẽ vào cái chỗ khuỷu này của cái tiếp điểm này. Đấy, vào cái chỗ khuyết của cái ấn tiếp điểm này. Bây giờ mình sẽ lắp luôn này. Rồi. Nó sẽ như này là đúng này. Bây giờ sẽ đậy cái lắp vào lên. Đấy, cái này đậy lên rất là nhẹ, nó sẽ in thôi anh em nhé. Đây nó sẽ như này là nó sẽ in này. Bây giờ mình sẽ vặn ốc vào, mình sẽ test điện luôn nhé. Con ốc này anh em bắt tròn hết rồi, khả năng là không còn tác dụng. Nếu anh em bắt tròn ốc là khi cái motor nó vặn là nó sẽ đẩy cái bánh răng lệch đi nhé. Con thua rồi, ốc lỏng lắm anh em ạ. Ốc rất là lỏng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào đây để test men luôn. Đây mình sẽ để như này nhé. Bây giờ hiện tại là khi lắp như này này là hai công tắc nó sẽ không thông nhé. Bây giờ mình sẽ chạm vào hai công tắc trước này. Hai công tắc thì nó sẽ vào dây xanh và dây đen, anh em cứ nhớ vậy là được. Bây giờ mình sẽ cắm vào hai dây xanh và dây đen. Đấy. Như vậy là đang không thông này. Bây giờ mình sẽ tiến hành châm điện vào đây để nó thông, nó chạy mà nó đóng được tiếp điểm là ok nhé. Mình cứ cắm đúng chiều đi. Thường vậy. Rồi mình đang test đấy nha. Đấy, như vậy là đang thông mạch rồi này. Như vậy là đã ok này. Để mình sẽ quay lại. Để mình nghe điện thoại nha. Ồ, ok, như vậy là khi mình đã test mà nó tiếp điểm đã thông như vậy rồi thì có nghĩa là phần tiếp điểm này, motor này là đã ok rồi nhá. Còn cái này là do anh em về tự lắp vào thôi. Và anh em sẽ phải xử lý, nếu mà không rơi đá thì sẽ kiểm tra mạch nó kia nhé. Video này mình xin dừng tại đây nhé. Anh em nào mà mua hàng ủng hộ thì liên hệ với mình là qua số điện thoại là 0355 448 274 nhé. Còn anh em nào mà yêu sửa chữa thì có thể là đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt anh em.